Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi tới vùng các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của người Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: nước trời đã đến gần. Suy niệm: Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại và sai các ông đi loan báo tin mừng cho mọi người, mọi nơi, hầu cho muôn dân trở thành môn đệ. Hôm nay, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta, mỗi người một cách, hãy loan báo tin mừng cho mọi người, mọi nơi, bằng nhiều cách thế khác nhau, để cho muôn dân được nhận biết Đức Giêsu và ơn cứu độ của Ngài mang lại. Ước mong tình yêu và bình an sẽ ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi con loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, nhưng con chưa ý thức đủ, con vẫn còn ngại ngùng, sợ phải dấn thân. Xin Chúa giúp con biết điều chỉnh bản thân mình để chu toàn bổn phận đã được trao phó, biết thao thức hạnh phúc nước trời và mang lại lợi ích cho anh chị em con.